Nếu như các bạn muốn mua Agfify, Liên Quân, Liên Minh và PUBG Mobile thì các bạn có thể vào trang web substormy.com để các bạn có thể lựa tất cả các ặc mà các bạn muốn. Đây là Free Fire và nó sẽ có những cái danh mục như thế này. Đây là giá tiền, đây là chi tiết khi các bạn bấm và các bạn xem. Ok, và khi các bạn muốn mua thì các bạn phải đăng ký và các bạn đăng nhập vào đây. Và sau đó các bạn có thể là chọn thanh toán qua thẻ điện thoại hoặc các bạn có thể chọn thanh toán qua thẻ ATM hoặc là ngân hàng banking gì đó. Đây là tất cả các ạc mà chúng mình đang có. Ngoài ra các bạn có thể thử vận may từ ạc Liên Quân 25k, ạc Liên Quân 100k, ạc Free Fire 25k, ạc Free Fire 50k và ạc Free Fire 100k. Các bạn sẽ một danh mục random, các bạn sẽ có thể là nhận được những ạc khủng nhưng mà với một số tiền rất là thấp. Ok. Ok, hai các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là Stormy Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái phần cuối cùng của Nobita the Killer, giết cái đám bạn của mình ha. Và sau khi thằng Doraemon giúp cái thằng Nobita đấy các bạn hồi sinh được Chen và Seiko xong rồi, thì cái thằng, do là cái thằng Seiko nói là còn nhỏ Suka đâu, sao không lại đón chung với thằng Chen. Thì bất ngờ cái thằng Doraemon nó mới nhớ ra là à, trong đám bạn của mình còn Suka. Nhưng bây giờ thì mình sẽ phải hỏi Nobita xem là nó có giết Suka là không. Ê Nobita, mày nhớ kỹ lại coi, trong lúc mày làm Nobita là killer, mày có giết Suka hay không hả? Mày nói thiệt đi. Mình cũng không nhớ nữa. Để mình nhớ lại thử coi sao nha Doraemon. Bây giờ thì mình sẽ qua tìm Suka. Đây là căn nhà của Suka. Suka ơi, Suka, mình là Nobita đây, mình muốn qua tìm bạn nói chuyện. À đây rồi, Suka đây rồi hả? Nobita, tối vậy rồi mà bạn qua tìm mình để nói chuyện. Mày nói chuyện gì hả Nobita? Nói chuyện gì hả? Là nói chuyện nè. Tao phải giết mày luôn Suka. Trời ơi Nobita, Nobita, tao không ngờ tới nỗi mà mày giết luôn cả Suka. Suka là một người mà mày rất là thương, mày rất là thích, mà mày giết luôn cả Suka. Tuy là cái thằng Chen và cái thằng Seiko hồi sinh rất là dễ dàng, tại vì tụi nó mới chết thôi. Còn Suka là do là tụi mình để qua một khoảng thời gian khá là lâu rồi các bạn. Lúc mà hồi sinh cái thằng Chen và Seiko thì mất một khoảng thời gian cũng khá đối với lại cái thời gian của Doraemon rồi hả các bạn ha. Cho nên khi mà bây giờ mình mới biết được là con nhỏ Suka nó bị chết á thì quá trễ rồi. Mà nếu như quá trễ như vậy á thì tụi mình sẽ không hồi sinh bằng cái cách thông thường được nữa ha các bạn ha. Tại vì chết lâu quá rồi mình hồi sinh nó sẽ không lên. Bây giờ chỉ có một cách thôi, đó là nhờ vào cái trí thông minh của Doraemon, tụi mình sẽ đi xuống địa ngục luôn ha các bạn ha. Tụi mình sẽ đi xuống địa ngục để cứu Suka luôn. Đây thì bây giờ á, cái thằng Doraemon này á các bạn, nó sử dụng cái cổng thần kỳ của nó để nó mở ra mọi cánh cửa xuống địa ngục. Và đặc biệt cánh cửa này á, nó chỉ mở mấy cái chỗ nào mà nó dẫn xuống địa ngục được thôi. Cho nên là khi mà Doraemon mở thì cái cửa tự động nó bay qua đây. Và bây giờ thì tụi mình sẽ chạy qua bên đó để tụi mình đi xuống địa ngục giải cứu Suka. Và hy vọng là lần này tụi mình sẽ cứu được Suka các bạn ha. Suka là một cô gái rất là hiền và dễ thương, mà đã bất ngờ bị cái thằng Nobita the Killer nó giết luôn. Mới đầu thì mình chỉ tưởng là giết Chien với lại Seiko thôi chứ ai về nó giết luôn cả Suka. Đúng là cái đầu óc của thằng Nobita the Killer này bị hủy hoại hết rồi. Rocket Boy đó các bạn, nằm xè rồi cái kiểu. À đây đây đây, cái cánh cửa thần kỳ của Doraemon nó mở ra ngay đây nè. Đâu rồi? À đây. Rồi, xuống đi Nobita. Bây giờ thì tụi mình phải phá cánh cửa này tụi mình mới có thể vô được ha. Xích xích kìa Nobita, để tao sử dụng tên lửa rocket để tao phá cửa này ra. Để
mình sử dụng súng sáo nòng đi. Rồi, ok. Đi thôi Nobita. Bây giờ thì cái cửa thần kỳ nó mở trong đây nè. Ở đây nó có một cái cổng như thế nè. Spar of Steel. Ở trong đây thì nó khá là tối luôn các bạn ha. Mình cần phải sử dụng cái đèn pin. Nobita đâu rồi? Rồi để mình lấy xe mình chở vô đi các bạn. Chứ ở trong đây thì nó khá là nhiều ngóc ngách. Khá là khó đi ha. Để mình lấy con xe này mình chở vô dễ hơn. Này khá là tối. Ôi. Ai đây Nobita? Mà khóc ghê dữ vậy? Ở đây đúng là cánh cổng dẫn xuống địa ngục mà. Bây giờ nó kêu mình chơi vô Destiny. Đây là con ma sắp sửa đi đầu hai nè. Mình chắc chắn là khi mà cái con Suka nó chết đó các bạn, thì nó cũng bị cái tình cảnh giống như vậy nè. Ê Nobita, đi đâu rồi mày? Sao nó chạy mất tiêu rồi? Ê, cái thằng Nobita này, nó sao mày chết nhát hả mày? Nó vừa thấy nhỏ này đâu nó quay đầu bỏ chạy luôn rồi kìa. Không sao đâu, để mình lại mình đánh nó. Nó tiếng khóc ghê quá các bạn ơi. Nobita đi thôi Nobita. Bây giờ cánh cổng này là một cánh cổng để dẫn mình xuống địa ngục nè ha các bạn ha. Ok Nobita, bây giờ thì tao với mày sẽ hóa trang thành Nobita the Killer và Doraemon the Killer để đi xuống đây cứu Suka ha. Và khi hóa trang như vậy thì mấy con quỷ vỏ sò nó mới không để ý tụi mình. Ok bây giờ thì mình sẽ lấy cái món quà bói để mình biến thành Doraemon the Killer và Nobita the Killer ha. Ok ha các bạn ha. Bây giờ thì mình với Nobita đã hóa thân thành Doraemon the Killer và Nobita the Killer rồi. Giờ tụi mình sẽ đi xuống cái cánh cổng này. Đây rồi Nobita. Bây giờ thì tao với mày đã đi xuống được cái cổng địa ngục rồi nè. Đi theo tao. Bây giờ thì tao với mày sẽ qua hỏi thử coi là bây giờ thì Shizuka đang ở đâu. Ở trên trần gian của mình thì nó tên là Suka. Nhưng mà xuống đây thì phải đọc đúng họ và tên nó là Shizuka thì mới tìm được Suka ha. Ai em mặt quỷ? Anh có biết ai tên là Shizuka vừa mới chết cách đây 15 ngày hay không hả? Shizuka hả? Shizuka ta có biết, nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Anh hỏi làm gì? Tôi là Doraemon the Killer. Tôi tới từ tương lai. Và bây giờ thì tôi muốn giải cứu Suka ra khỏi cái chốn địa ngục này được hay không hả vậy anh? Quỷ, tôi đã chết cách đây 15 ngày. Mày làm sao mày có thời gian thoát ra khỏi cái địa ngục này được? Không được nha. Cơ bộ là khó khăn rồi đây. Nhưng hiện bây giờ thì mình không biết là Suka nó đang ở đâu nữa. Để mình tìm xung quanh đây xem những thử như thế nào. Trời, ở đây có một cái tai này các bạn. Đây có rất là nhiều thịt và máu. Nó sao cái này giống như là máu của Suka vậy? Hình như là mình thấy ai dưới đây hay sao nè. Nhưng mình không có xuống đây được các bạn. Như là cái mặt nước nó bị khóa đây rồi. Đây không phải là Suka hay không? Đúng rồi, đây là Suka này các bạn. Ở đây bị thải nước để hả chờ ngày hả lôi xuống dưới. Được. Bây giờ thì mình sẽ chiến đấu với lại mấy cái thằng mặt quỷ này để mình cứu Suka ra ha. Bây giờ mình sẽ lấy vũ khí. Sao càng ngày mình càng lọt xuống sâu vậy ta?
sao tụi này nó không có phản kháng lại, nó không có chống cự lại mình luôn á. Để cho mình giết dễ dàng quá vậy. Rồi, còn thằng bên đây mình giết luôn. Mình là mèo mái mà mình sợ gì các bạn, mình có bao giờ chết đâu. À, mấy con này khi mà nó chết rồi nó bị lọt dưới luôn nè. Đây còn Suka. Suka sao mình cứu Suka lên được đây. Rồi, bây giờ mình cho Suka nó xỉu một chút xíu đi rồi mình mới cứu lên được ha. Ý, nãy như nãy mà thấy như có cá mập hay sao á. Bây giờ thì mình sẽ cứu Suka lên. Địa ngục này khá là ghê. Đây cái đường này không biết ra được hay không nữa. Không ra được ha. Phá ra thử coi được không. Không được luôn rồi các bạn ơi. Mình phải ra lại bằng cái đường cũ rồi. Thôi đi thôi Nobita, tao đã cứu được Suka rồi. Và trước khi thì con Suka đi ra, bây giờ thì tao với mày sẽ trở lại thành Doraemon bình thường và Nobita bình thường nha. Chứ tao với mày mà ở trong cái bộ dạng như thế này thì lại làm nó sợ mà nó chết nữa đó. Rồi ok, bắt đầu thôi. Kìa Suka kìa. Suka được giải thoát rồi. Trời ơi mừng quá Suka ơi. Hên quá. Mình tưởng là mình không giải cứu được bạn ở đó Suka. Tại vì mày bạn nằm ở dưới mặt nước, mình không biết cách nào để lôi bạn lên hết. Nhưng mà rốt cuộc thì mình cũng đã có cách để cứu bạn được rồi. May quá. Ơi cảm ơn bạn nha Doraemon. Mình cũng không biết tại sao mình chết nữa. Tại do cái thằng Nobita đã kêu lên đó Suka. Nhưng mà không sao. Bây giờ thì bạn đã được cứu rồi ha. Mình đã yên tâm rồi. Ok các bạn, còn bây giờ thì Suka, Chen và Seiko thì những người này bị cái thằng Nobita the Killer này giết, mình đã hồi sinh được hết rồi ha. Và cái series của mình chính thức kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel mình ha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là có những xét chỉ để các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Slumber Gaming nha.